quán bún và bánh đa hải sản ở Lò Đúc, Hà Nội, là một quán bún hải sản ăn sáng rất ngon, hải sản tươi ngon, và đặc biệt là nước dùng được linh với xương bằm và sữa rất thơm, làm giống kiểu của Nhật, ăn rất là tuyệt vời. Bạn hãy đến và thưởng thức nhé.